Xin chào mọi người, chào buổi tối. Bây giờ 5:30 rồi đó, nhưng mà nói chào buổi tối cho an toàn. Tiên đế trọng sinh, tập 210. Vốn dĩ Phong Khê thiếu gia chưa bao giờ coi thường hệ thống linh võ cổ đại, mà sau những trận khiêu chiến này, anh ta lại càng thêm coi trọng hệ thống linh võ cổ đại hơn. Bên trong hư không vô ngần, không chỉ có trái đất, huyền thiên tinh vực mà vẫn còn tồn tại rất nhiều tinh vực khác. Bên trong những tinh vực này, có một vài tinh vực không có hệ thống tu chân, cũng không có hệ thống luyện võ, ai nấy đều là người bình thường, cùng lắm là thông qua việc rèn luyện thân thể để có tố chất tốt hơn một chút, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi phạm trù một người bình thường. Đương nhiên, đa số tinh vực đều thịnh hành hệ thống tu chân, cũng có tinh vực phát triển khoa học kỹ thuật, con người có thể mượn sức mạnh của cơ giáp để phá vỡ hư không, chinh chiến toàn vũ trụ. Đương nhiên, trong đó cũng có tinh vực tu luyện hệ thống luyện võ. Vào vài ngàn năm trước, Phong Khê thiếu gia và Viên Long Tiên Đế đã đến một tinh vực lấy thực lực làm chủ. Tinh vực kia tên là Chân Võ Tinh Vực, toàn bộ cường giả đều là người luyện võ, không có người tu chân. Các cường giả của Chân Võ Tinh Vực là Cửu Cực Võ Đế, rất nổi tiếng, thực lực mạnh đến mức ngay cả Viêm Long Tiên Đế cũng phải kiêng dè. Lần đó Viêm Long Tiên Đế đến là để cướp đoạt quả đại đạo của Chân Võ Tinh Vực, kết quả bị một võ đế của Chân Võ Tinh Vực đánh lui. Bởi vậy có thể thấy được khi đến cuối hệ thống luyện võ thì sẽ mạnh đến mức nào. Lần đó chưa thành công, Viêm Long Tiên Đế mới chuyển sang mục tiêu trái đất. Đáng tiếc trái đất không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, đến mức kế hoạch của Viêm Long Tiên Đế từ đầu đến cuối vẫn chưa thể như ý quyết định. Về sau, trái đất xuất hiện hệ thống luyện võ, khiến Viêm Long Tiên Đế vô cùng kinh ngạc, cảm thấy rằng trái đất càng thần bí hơn. Ông ta đã từng suy đoán chẳng lẽ trái đất lại là một chi nhánh của Chân Võ Tinh Vực, hoặc là từng có cao thủ siêu cường của Chân Võ Tinh Vực đến trái đất để phương pháp tu luyện hệ thống luyện võ lại trái đất hay sao? Không một ai biết được những điều này. Viêm Long Tiên Đế muốn nghiên cứu hệ thống luyện võ của trái đất, chỉ sợ là vì muốn làm rõ ràng những điều này, hy vọng có thể tìm được nhược điểm của hệ thống luyện võ. Kể từ đó ông ta sẽ có thể đến Chân Võ Tinh Vực tìm tên võ đế kia báo thù, thuận tiện lấy đi quả đại đạo của Chân Võ Tinh Vực. Phong Khê thiếu gia biết rất rõ về những điều này, nói tóm lại anh ta chưa bao giờ xem thường hệ thống luyện võ. Mà Ngô Thanh Ảnh của núi Cửu Phong đã từng được tôn sùng là người đứng đầu giới luyện võ. Bây giờ giới luyện võ biến đổi thành công, chắc chắn thực lực sẽ không tệ. Cho nên Phong Khê thiếu gia mới không tùy tiện ra tay mà đưa ra ước hẹn. Trước lúc đó, anh ta đã điều tức dưỡng thần lấy trạng thái đỉnh cao nhất để đối chiến với Ngô Thanh Ảnh, đồng thời có thể để cho người đi thăm dò thực lực của Ngô Thanh Ảnh. Trước khi bế quan, anh ta đã phái lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu đến khiêu chiến Ngô Thanh Ảnh. Lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu là cảnh giới giả đan cửu chuyển. Mặc dù cảnh giới này vẫn chưa đặt chân đến kết đan, nhưng là có thể so sánh với kết đan đỉnh phong, thậm chí có thể đánh được với nguyên anh sơ kỳ. Lúc trước Tây Giao, Nhỏ Tây là giả đan lực chuyển đã có thể chống lại được kết đan trung hậu kỳ. Chắc chắn sức mạnh thực sự của giả đan cửu chuyển sẽ đứng trên kết đan. Có lẽ sẽ thua nguyên anh sơ kỳ, nhưng nhất định là thua một cách đáng tiếc. Cảnh giới giả đan, mỗi một chuyển đều vô cùng nguy hiểm. Cũng không phải 10 cổ tộc đều có giả đan cửu chuyển đủ để chứng minh lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu mạnh đến mức nào. Giờ phút này, núi Cửu Phong, lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu đang khiêu chiến dưới núi Cửu Phong. Trên mặt ông ta có đầy nếp nhăn, mái tóc trắng dài bẩn thỉu lồi thôi lết thích. Mặc dù đã sống mấy trăm tuổi, gần chết đến nơi, nhưng Hạ Hầu võ vẫn vô cùng khỏe mạnh, cả người tản ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Ngô Thanh Ảnh xuất hiện, đánh một trận đi. Bên cạnh Hạ Hầu võ không có một ai, ông ta hướng mặt về phía núi Cửu Phong lạnh lùng khiêu khích. Không phải bà tự xưng là người đứng đầu giới luyện võ hay sao? Sao cứ phải làm rùa đen rụt đầu thế? Xung quanh núi Cửu Phong có rất nhiều người luyện võ đến đây nương tựa Ngô Thanh Ảnh. Những người này đều đến từ các môn phái luyện võ trên các ngọn núi nổi tiếng, bởi vì e ngại 10 cổ tộc và cường giả ngoài thế giới, lại không muốn đầu hàng cái địch, bởi vậy mới tới đây tìm kiếm sự che chở của núi Cửu Phong. Lúc này bọn họ nhìn thấy Hạ Hầu võ khiêu khích, ai nấy đều câm như hến, nhượng bộ lui binh.
Hạ Hầu Võ, lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu trong 10 cổ tộc, ông ta không phải người Triệu Minh hay sao? Đã 500-600 năm qua rồi mà vẫn còn sống. Người tu chân không thể đặt chân đến cảnh giới kết đan. Một người tu chân cảnh giới trúc cơ như ông ta làm sao thể sống lâu được như thế chứ? Cảnh giới giả đan cũng có thể nâng cao tuổi thọ. Nghe nói trong 10 cổ tộc có 3 tên giả đan cửu chuyển, Hạ Hầu Võ chính là một trong số đó. Hạ Hầu Võ, Đông Phương Bách Dịch, Tây Giao, ba vị này đều là giả đan cửu chuyển, nhưng không biết vì sao Tây Giao nhỏ Tây lại hạ xuống đến cảnh giới kết đan lục chuyển. Trong 10 cổ tộc chỉ còn 2 vị giả đan cửu chuyển. Không biết giả đan cửu chuyển có thể so với người luyện võ cảnh giới gì, Ngô Thành Ảnh tiền bối có thể chiến thắng được hay không? Chỉ sợ không được đâu, Hạ Hầu Võ đã gọi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy Ngô Thành Ảnh xuất hiện. Hay là xem ra chúng ta tìm nhầm người nương tựa rồi. Núi Cửu Phong cũng khó mà giữ được mình như thế, còn không bằng trực tiếp quy thuận ngoại vực, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngậm miệng đi, người ngoại vực lòng lang dạ thú, cho dũng chúng ta có chết cũng sẽ không khuất phục. Đúng, thà chết chứ không thuyết phục. Lúc này Hạ Hầu Võ nhìn quanh đám người xa xa, hơi nhếch khóe miệng lên nói ra: Ngô Thành Ảnh còn không ra đúng không? Vậy thì tôi hôm nay sẽ giết sạch để máu tươi nhuộm đỏ núi Cửu Phong. Vừa dứt lời, Hạ Hầu Võ liền muốn ra tay, trong đôi mắt hiện lên sát ý mãnh liệt. Hay à, Hạ Hầu Võ, tôi vốn không muốn ra tay với ông, sao ông cứ phải làm như vậy chứ? Nhưng vào lúc này Ngô Thành Ảnh và Thiên Liên Sát bay đi đến, vững vàng hạ xuống phía trước Hạ Hầu Võ. Trong đó Ngô Thành Ảnh chống gậy, vẻ mặt bình thản nhìn Hạ Hầu Võ, cũng không có chút e ngại nào. Trên người bà không lộ ra một chút khí tức nào, chỉ giống như một bà lão bình thường. Nhưng Ngô Thành Ảnh chỉ đứng tại chỗ đã có một sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến đám người ở xung quanh đều cảm thấy yên tâm. Ngô Thành Ảnh, cuối cùng bà cũng đã chịu xuất đầu lộ diện rồi sao? Hạ Hầu Võ nhìn chằm chằm Ngô Thành Ảnh, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, trầm giọng nói: Tới đi, để cho tôi thử một lần xem bà có tư cách làm người mạnh nhất giới luyện võ hay không. Là Phong Khê bảo ông đến thăm dò tôi đúng không? Ngô Thành Ảnh cũng không ra tay mà lạnh nhạt hỏi. Hạ Hầu Võ không trả lời. Ông không nói tôi cũng biết, chắc chắn là cậu ta. Ngô Thành Ảnh nhẹ nhàng cười nói, cậu ta đã hẹn với tôi ngày mai sẽ đường đường chính chính đánh một trận ở núi Cửu Phong, nhưng bây giờ lại bảo ông đi tìm cái chết, xem ra cậu ta cũng không tự tin về thực lực của mình. Ngô Thành Ảnh, bà không khỏi quá đề cao mình rồi đó. Hạ Hầu Võ khinh thường cười nói, thiếu gia Phong Khê là nguyên anh đỉnh phong, là nguyên anh đỉnh phong, sao lại phải sợ bà chứ? Dựa theo cảnh giới tương ứng của hai hệ thống, ít nhất bà cũng phải là võ thánh mới thể đánh một trận với thiếu gia Phong Khê. Hạ Hầu Võ nghiền ngẫm cười nói, cổ võ mới chỉ biến đổi nửa năm mà thôi, cho dù bà có mạnh đến mức nào cũng chẳng làm gì, cũng chẳng đạt được gì, mới chỉ có nửa năm còn có thể đặt chân đến võ thánh được sao? Cho dù bà thực sự đang là võ thánh cũng không có khả năng thắng được Phong Khê đại nhân, cậu ta là nguyên anh đỉnh phong đó. Hạ Hầu Võ nhấn mạnh. Ngô Thành Ảnh cười cười lắc đầu, cũng không quan tâm vì sao Hạ Hầu Võ lại đến, chỉ thản nhiên nói, ông muốn khiêu chiến với tôi vậy thì bắt đầu đi, tôi còn muốn biết một chút cái gì gọi là giả đàn cứu chuyển. Hạ Hầu Võ hít mắt lại cười lạnh nhạt. Ngô Thành Ảnh, ngày mai bà và thiếu gia Phong Khê đối chiến mới là màn kịch chính, hôm nay chúng ta chỉ đánh qua mà thôi. Bà và tôi mỗi người một chiêu phân thắng bại, sẽ không ảnh hưởng gì đến trận chiến ngày mai của bà, để tránh việc sau khi thua Phong Khê đại nhân bà lại không phục, thấy như thế nào? Hạ Hầu Võ đề nghị. Cũng được. Ngô Thành Ảnh gật đầu xem như ngầm cho phép. Tốt. Hạ Hầu Võ nhìn thấy Ngô Thành Ảnh đồng ý, hai tay lập tức bấm quyết điều động linh khí toàn thân. Chỉ trong một khoảnh khắc, linh khí vô tận hiện lên, ngưng tụ thành một thanh trường đao nằm ngang ở trước người Hạ Hầu Võ. Linh khí trường đao như có thực chất, uy thế ngập trời, lúc xuất hiện ngay cả không gian cũng phải chấn động. Thật là khủng khiếp đó. Đây chính là thực lực giả đan cửu chuyển sao? Chỉ sợ võ tôn đỉnh phong cũng chưa chắc đã chống lại. Giới luyện võ mới chỉ biến đổi nửa năm, những sơn chủ và tông chủ của giới luyện võ có tích lũy như thế nào thì cũng gần như không một ai có thể đến được võ tôn đỉnh phong. Cho tới bây giờ, Ngô Thành Ảnh tiền bối vẫn chưa bao giờ thực sự ra tay. Đương nhiên thiếu gia Phong Khê kia cũng phải kiêng kỵ Ngô Thành Ảnh tiền bối, cho nên mới để Hạ Hầu lão tổ Hạ Hầu Võ tới thử Ngô Thành Ảnh tiền bối một lần. Hay à, chúng ta đã kỳ vọng quá cao vào Ngô Thành Ảnh tiền bối rồi, chỉ sợ bà ấy còn chẳng thể chờ được thiếu gia Phong Khê đã bị Hạ Hầu Võ đánh bại.
Đông đảo người luyện võ chạy nạn đến đây đều bình luận ầm ĩ, hiển nhiên không một ai coi trọng Ngô Thanh Ảnh, người đứng đầu giới luyện võ tiếp chiêu. Lúc này Hào Võ nở một nụ cười lạnh, lập tức hơi chuyển ý niệm một chút, linh khí trường đao liền phá toạc hư không, lao đến với tốc độ nhanh đến mức kinh người. Mà Ngô Thanh Ảnh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như chưa kịp phản ứng. Ngay cả một kích này của tôi mà còn không ngăn cản được, bà lấy cái gì để chống lại thiếu gia Phong Khê chứ? Người đứng đầu giới luyện võ cũng chỉ là do mua danh chuộc tiếng mà có thôi. Hà Hồ Võ nhìn thấy thế, trong mắt hiện ra một sự thất vọng, trầm giọng nói: thôi được rồi, để tôi giết bà luôn đi, để ngày mai đỡ mất công. Sau đó Hà Hồ Võ điều khiển linh khí trường đao tiến quân thần tốc, muốn giết chết Ngô Thanh Ảnh. Âm! Ngay lúc linh khí trường đao sắp chạm đến Ngô Thanh Ảnh, trước người Ngô Thanh Ảnh đột nhiên xuất hiện một bức tường ngưng tụ từ chân khí. Bức tường này chắn ở phía trước Ngô Thanh Ảnh, linh khí trường đao không có cách nào tiến thêm được nữa. Hả? Hà Hồ Võ nhìn thấy cảnh này thì lông mày nhíu chặt lại, tiếp tục điều khiển trường đao linh khí, định xông phá chân khí phòng ngự. Tá cho tôi! Ngay lúc đó, Ngô Thanh Ảnh giơ gậy chống trong tay lên, chậm rãi đập xuống đất một cái. Âm! Chỉ trong chốc lát, một luồng uy thế kinh khủng lấy Ngô Thanh Ảnh làm trung tâm, tản ra tứ phía như gợn sóng. Xung quanh lập tức nổi đầy cát bụi, đá vụt bay tán loạn đầy trời. Cong! Cũng ngay lúc này, trường đao linh khí của Hạo Võ tán loạn ầm ầm biến mất hoàn toàn. Phụt! Hà Hồ Võ vội rút lui hai bước, sau khi ổn định cơ thể mới há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Náo nhiệt. Một màn này khiến mọi người lập tức sợ ngây người, xung quanh sôi trào trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Thanh Ảnh bằng ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thực lực quá thật là quá khủng khiếp. Tôi thua trận chính này, nhưng mà Ngô Thanh Ảnh, bà đừng nên đắc ý, ngày mai thiếu gia Phong Khê sẽ đến núi Cửu Phong, lúc đó chính là ngày chết của bà. Đáy mắt Hà Hồ Võ hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng mà ngoặt mặt ngoài thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Ảnh, sau đó liền quay người rời đi. Cái thứ rác rưởi cũng dám đến núi Cửu Phong khiêu chiến, không biết sống chết, bà đuổi theo đi, đừng để ông ta chạy thoát. Thiên Điện Sát đứng bên cạnh nói ra. Được rồi, Ngô Thanh Ảnh lại lắc đầu, để ông ta đi đi. Vì sao vậy bà? Người này có thực lực thật mạnh đó, nếu giữ lại sẽ là một tai họa ngầm. Thiên Điện Sát nghi ngờ nói. Giới linh võ đã biến đổi, nhưng linh khí vẫn còn chưa được khôi phục. Vì để tăng cường thực lực của trái đất, chắc chắn chúng ta phải giúp đỡ khôi phục linh khí. Ngô Thanh Ảnh nhẹ nhàng cười nói, giữ lại ông ta đi, có lẽ về sau còn có tác dụng. Hà Hồ Võ này là chó săn của ngoại vực, giữ lại ông ta để làm gì chứ? Chắc chắn ông ta sẽ ngăn cản khôi phục linh khí đó. Thiên Đường Sát nói ra, không. Ngô Thanh Ảnh lắc đầu, sau đó nhìn qua phương hướng Hà Hồ Võ chạy trốn, nhỏ giọng nói. Không có ai chờ mong khôi phục linh khí thành công hơn giả đan cửu chuyển đâu. Cảnh giới giả đan là một cảnh giới mà người tu chân trên trái đất bất đắc dĩ mở ra. Mặc dù không phải cảnh giới kết đan, nhưng bởi vì nhiều lần ngưng kết kim đan mà tự phá vỡ, phá rồi lại lập, dẫn đến linh khí trong cơ thể vô cùng khổng lồ, thể chất cũng đã được tăng lên cực lớn, bởi vậy có thể chống lại được cảnh giới kết đan thực thụ. Giả đan cửu chuyển cần trải qua 9 lần kim đan vỡ vụn, mỗi một lần vỡ vụn đều khó khăn đến mức có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nỗ lực và thu hoạch luôn luôn tương đương với nhau, thậm chí giải đan cửu chuyển còn vượt qua kết đan đỉnh phong, có thể đánh một trận với nguyên anh sơ kỳ. Cho dù không địch lại nguyên anh sơ kỳ, nhưng cũng sẽ không thua quá thảm. Nhưng đây lại là nguyên nhân khiến cảnh giới giải đan đỉnh phong không có cách nào bước về phía trước một bước. Tuổi thọ của giải đan cửu chuyển cũng bị hạn chế rất lớn, chỉ có thể qua 500-600 tuổi mà thôi, trừ khi tu luyện công pháp đặc thù. Khi một người tu chân có thể đạt đến cảnh giới giả đan lực chuyển đã đủ để chứng minh thiên phú của người đó mạnh đến mức nào, tích lũy thâm sâu cỡ nào. Nếu có một ngày có thể thực sự ngưng kết kim đan, chắc chắn có thể liên tiếp tăng cấp như diều gặp gió. Sở dĩ người tu chân cảnh giới kết đan bước vào cảnh giới nguyên anh vô cùng gian nan là bởi vì đa số người tu chân không chịu nổi kiếp nạn kim đan vỡ vụn. Chỉ có kim đan vỡ vụn rồi mới có thể ngưng tụ nguyên anh thuộc về mình, từ đó đặt chân lên cảnh giới nguyên anh chân chính. Mà người tu chân cảnh giới giả đan đã có kinh nghiệm kim đan vỡ vụn rồi, nhất là giả đan cửu chuyển vỡ vụn tới 9 lần lại đột phá một lần, còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Nói không sai, thì một khi trái đất không có điểm xấu, không có đại đạo áp chế, chắc chắn sẽ có một số người tu chân cảnh giới giả đan có thể vượt ngang cảnh giới kết đan, trực tiếp ngưng tụ nguyên anh, trở thành cảnh giới nguyên anh chân chính.
Điều này cần bọn họ tích lũy trong nhiều năm. Thế nhưng, bây giờ trái đất lại có điểm xấu, ai cũng không dám đặt chân đến cạnh giới kết đan chân chính. Nhưng nếu linh khí khôi phục thì sẽ khác, trái đất sẽ chào đón một thời đại phồn vinh hoàn toàn mới. Không chỉ không cần lo lắng bị điểm xấu quấy nhiễu, còn có thể có được linh khí sung túc, trái đất sẽ biến thành thiên đường dành cho người tu chân. Đến lúc đó, giải đàn cửu chuyển sẽ có thu hoạch lớn nhất, thực lực tăng vọt chỉ ở trong tầm tay. Bởi vì chắc chắn Hà Hầu Võ của gia tộc Hà Hầu sẽ vô cùng khát khao việc linh khí khôi phục. Ngô Thành Ảnh khôn khéo tới cỡ nào chứ? Đương nhiên bà cũng đoán được điều này, cho nên mới thả Hầu Võ đi. Nếu không, lấy thực lực của bà có thể dễ dàng xử lý Hà Hầu Võ để ông ta không còn chỗ trốn. Linh khí khôi phục quá quan trọng, mỗi một thứ có lợi cho linh khí khôi phục đều phải lợi dụng. Giả đàn cửu chuyển hy vọng linh khí khôi phục nhất. Thiên Đình Sát dừng một chút, rất nhanh đã hiểu rõ, sau đó định nọt nói ra: bà thật là anh minh đó, vừa rồi bà chỉ cần dùng một chiêu đã đánh được Hà Hầu Võ, có phải đã đặt chân đến cảnh giới võ thánh rồi không? Lần này Ngô Thanh Ảnh không phủ nhận, khẽ gật đầu một cái. Quả thực cảnh giới võ thánh vô cùng huyền diệu, hệ thống luyện võ cổ đại cũng không hề tầm thường, không biết trong trận chiến ngày mai tôi có thể đánh bại được thiếu gia Phong Khê kia hay không. Sau khi lẩm bẩm một mình, Ngô Thanh Ảnh liền đưa mắt nhìn về phía những người luyện võ đến đây tìm nơi nương tựa. Những người này nhìn thấy người đứng đầu giới luyện võ Ngô Thanh Ảnh nhìn mình thì vô cùng kích động, ngay sau đó đồng loạt hành lễ: bái kiến Ngô tiền bối, bái kiến Ngô tiền bối, bái kiến Ngô tiền bối. Hàng trăm hàng ngàn người như núi kêu biển gầm, thành thế ngập trời. Ngô Thanh Ảnh khẽ gật đầu, mở miệng nói: mọi người có thể đến núi Cổ Phong, tôi rất vui mừng, ít nhất là chứng minh mọi người còn có sự nhiệt huyết, có cốt khí bất khuất, chứ không thần phục thế lực ngoại vực. Yên tâm đi, cho dù tôi có chết trong trận chiến ngày mai thì cũng sẽ đưa thiếu gia Phong Khê đi theo cùng, cho núi Cửu Phong một sự bình yên. Ngô Thanh Ảnh chậm rãi nói, nhưng sự hào hùng trong lời nói lại bay vút lên tận mây xanh. Ngô tiền bối tất thắng, Ngô tiền bối tất thắng, Ngô tiền bối tất thắng. Đã có người mở miệng trước tiên thì sau đó đám người đều kích động phụ họa, trăm miệng một lời ầm ầm vang dội. Sau ngày mai cũng không biết liệu sẽ có người đứng ra thay thế tôi bảo vệ giới luyện võ hay không. Hay à, cuối cùng Ngô Thanh Ảnh thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã, bóng người lấp lóe rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mọi người ở xa tới là khách chắc chắn đã đói rồi, đói rồi. Tôi đã sai người đi mua nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh sẽ có đồ ăn cho mọi người. Sau khi Ngô Thanh Ảnh rời đi, Thiên Đình Sát chắp tay nói: nước Cửu Phong không có nhiều phòng ở cho lắm, cho nên không thể mời mọi người ở lại được, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Minh chủ khách khí rồi, lần này chúng tôi tới đã mang thêm đến phiền toái cho núi Cửu Phong, nào còn dám hy vọng xa vời tiến vào núi Cửu Phong. Không sai, là bởi vì chúng tôi đến tìm nơi nương tựa, thiếu gia Phong Kê mới coi núi Cửu Phong là thiên đường cuối cùng của giới luyện võ, bởi vậy mới đi khiêu chiến Ngô tiền bối. Núi Cửu Phong không xua đuổi chúng tôi đã rất biết ơn rồi. Cảm ơn núi Cửu Phong đã chăm sóc, nếu không sợ rằng chúng tôi đã bị 10 cổ tộc hủy diệt. Nếu may mắn tránh thoát kiếp nạn lần này, chắc chắn chúng tôi sẽ không quên ân tình của núi Cửu Phong. Ngày hôm sau, gia tộc Nam Cung, tôi thường đi máy bay trực thăng về tới gia tộc Nam Cung. Nam Cung gia chủ Nam Cung Ngự lê lết cơ thể gần tàn phế, tự mình đi ra ngoài chào đón. Bên cạnh còn có rất nhiều cao thủ gia tộc Nam Cung. Người mạnh nhất trong những cao thủ này chỉ là cửu giả đan nhị chuyển, có khá nhiều trúc cơ đỉnh phong. Cầu chủ, Nam Cung Ngự cung kính nói, tôi đã để thi thể của Trường Phong vào mật thất luyện công rồi. Tôi từng lạnh nhạt mở miệng, dẫn tôi đến đó, đừng làm chậm trễ thời gian. Vâng, Nam Cung Ngự kích động nói, sau đó liền bảo đông đảo cao thủ của gia tộc Nam Cung canh giữ ở bên ngoài, mình thì đi phía trước dẫn đường. Trên đường đi, tôi thân nhìn thấy gia tộc Nam Cung đang chuẩn bị lên đường, rất nhiều người hầu của gia tộc Nam Cung đều mặc đồ tang màu trắng. Nam Cung Ngự, đây là lên đường của ai chứ? Tôi thân tò mò hỏi. Hồi bẩm cầu chủ, là Thập Tam Lang. Nam Cung Ngự nghe vậy thì chần chờ một chút, cuối cùng thở ra một hơi nói ra, hay à, dù sao tôi cũng nuôi dưỡng Thập Tam Lang 20 năm, mặc dù nó không phải con của tôi, nhưng hay à. Nói rồi Nam Cung Ngự tiếp tục thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ đau buồn. Thập Tam Lang là tôi giết, Nam Cung Ngự, ông hận tôi sao? Tôi thương nhẹ nhàng cười nói, không. Nam Cung Ngự vội vàng nói ra, cầu chủ, là ngài đã để tôi thấy rõ con người của tên khốn Thập Tam Lang ngày đó ở trong mật thất dưới đất,
Tôi vẫn còn nhớ như in sự khinh miệt và chán ghét của nó dành cho tôi. Nó căn bản không coi tôi là cha. Sao tôi có thể vì nó mà hận ngài chứ? Chỉ là nó chết đi, tôi khó tránh khỏi có chút thất vọng, mất mát, cho nên mới bố trí lên đường để tiễn nó đoạn đường cuối cùng. Nam Cung Ngực sợ hãi nói ra, cậu chủ, nếu như cậu không thích, tôi sẽ lập tức cho người dỡ bỏ lên đường, không cần đâu. Tôi thường lắc đầu, bởi vì khóa lại khí ức linh hồn, đương nhiên anh biết Nam Cung Ngực không nói sai. Thế là nói, ông đúng là người nặng tình, cứ giữ lại lên đường đi, nuôi dưỡng 20 năm, tiễn anh ta đoạn đường cuối cũng không có gì đáng trách. Cảm ơn cậu chủ đã cho phép. Nam Cung Ngực ôm quyền, cảm kích nói, dẫn đường đi, vâng. Sau đó Nam Cung Ngực dẫn đường rất nhanh, hai người đã đi đến mật thất luyện công. Lúc này trong mật thất, ngoài xác của Trường Phong ra, còn có một cô gái khác đang ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ. Cô gái này mặc váy dài như tiên nữ, nhan sắc tuyệt mỹ, có được vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Nếu dùng từ quốc sắc thiên hương để nói thì cũng không có gì quá đáng. Cô ta chính là Nam Cung Ấu Vi, lúc này đang tu luyện, hai tay nắm ngọc thạch, từng luồng linh khí không ngừng tràn vào cơ thể cô. Cậu chủ, đây là Nam Cung Ấu Vi, khả năng tu luyện thiên phú ở gia tộc Nam Cung không một ai sánh bằng. Nam Cung Ngực giới thiệu, trước đó không lâu, tiểu nữ đã hoàn thành một lần đánh vỡ kim đan, bây giờ ở vào cảnh giới giả đan nhất chuyển. Tôi biết cô ấy, lúc ở núi Võ Đan, cô ấy và Đông Phương Minh Nhật của gia tộc Đông Phương đứng chung một chỗ, tôi cũng từng gặp qua một lần. Tôi thân cười, sau đó ánh mắt nhìn vào Nam Cung Ấu Vi, nhất thời tỏ vẻ cực kỳ hứng thú, bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Cậu chủ, Nam Cung Ngực thấy vậy, nhất thời hưng phấn, tác hợp nói, nếu như cậu chủ có hứng thú với con bé, đêm nay có thể để cho nó phục vụ cậu. Con bé chưa đính hôn, chưa từng kết hôn, vẫn còn trong sạch đó. Nam Cung Ngực nói thêm, tôi thường nghe nói như thế, thu lại ánh mắt, cũng không trả lời lại chuyện hầu hạ, chỉ nói ra, Nam Cung Ngực, cô ấy không phải con gái ông, hai người cũng không cùng huyết thống. Quả nhiên không thể lừa được cậu chủ. Nam Cung Ngực nói thật, là thế này, cậu chủ, Nam Cung Ấu Vi là đứa trẻ do cha Nam Cung Dật của tôi nhặt về, từ nhỏ đến lớn tại gia tộc Nam Cung, trên danh nghĩa là con gái của tôi. Cách đó không lâu, Phong Khê thiếu gia đến gia tộc Nam Cung, liền một chút liền chọn trúng Ấu Vi, thậm chí còn nói từ khi từ núi Cửu Phong trở về sẽ cưới Ấu Vi. Nam Cung Ngực nói tiếp, có điều bây giờ cậu chủ ra tay, Phong Khê thiếu gia chắc chắn phải chết, tất nhiên không cưới được Ấu Vi rồi. Nếu cậu chủ không chê, có thể đưa về phòng, coi như đây là hiếu kính chút tâm ý của gia tộc Nam Cung chúng tôi. Không cần phải làm thế đâu, tôi thường dứt khoát xua xua tay, sau đó cười nói, cái tên Phong Khê thiếu gia này quả nhiên độc ác thật đó nha, chắc là nhìn ra được Nam Cung Ấu Vi không phải tầm thường, cho nên mới muốn có được cô ấy. Không tầm thường sao? Nam Cung Ngực nghi ngờ nói, cậu chủ xin chỉ giáo. Người con gái này không phải người bình thường, nếu tôi không nhìn nhầm thì cô ấy thậm chí không phải là người. Tôi đơn giản vừa dò xét Nam Cung Ấu Vi vừa nói, cô ấy là một khối ngọc thạch sinh ra được ý thức hấp thụ tinh hoa của đất trời, vì thế mới có thể biến thành hình người. Nam Cung Ngực, gia tộc Nam Cung các ông có phải có loại chí bảo ngọc thạch nào đúng không? Tôi đơn đột nhiên hỏi, cái này vâng. Nam Cung Ngực không dám giấu giếm mà nói thật ra, gia tộc Nam Cung chúng tôi quả thực có một chí bảo gọi là âm dương song ngư. Chí bảo này vẫn luôn do cha Nam Cung Dật của tôi nắm giữ. Khoảng nửa năm trước, sau khi giới liên võ biến đổi, thập đại cổ tộc tổ chức hội nghị cùng bàn bạc chuyện đối phó với giới liên võ. Cha tôi đại diện cho gia tộc Nam Cung đi tham dự, vẫn luôn không thấy trở về. Sau đó chúng tôi phát hiện ra xác của mấy, không biết là đã bị kẻ nào hãm hại. Nam Cung Ngực nghĩ tôi thường muốn âm dương song ngư, liền nói, chí bảo âm dương song ngư của gia tộc Nam Ngư cũng biến mất theo rồi, không còn biết tung tích. Sau khi giới linh võ biến đổi xong, tôi thường nắm được trọng điểm, nhíu mày nói, lúc ở núi Võ Đan, khi giới linh võ còn chưa biến đổi, không phải Nam Cung Dật đã chết rồi hay sao? Bị tôi tự tay giết chết, sao lại trở thành người đại diện cho gia tộc Nam Cung đi tham dự hội nghị thập đại cổ tộc được chứ? Thưa cậu chủ, âm dương song ngư có một công năng thần kỳ, có thể phóng chế ra một chính mình khác. Cha tôi đã sớm sao chép bản thân ra trước đó rồi. Nam Cung Ngực giải thích, người lúc ở núi Võ Đan bị cầu xóa sổ chính là một trong số đó. Tôi vẫn còn một người cha nữa, vẫn luôn ở tại gia tộc Nam Cung, chưa rời đi nửa bước. Còn một người cha nữa sao? Lời này nghe thật là khó chịu đó nha. Tôi thân cười, sau đó hỏi, người mà tôi giết lúc trước là người thực sự hay là người sao chép thế thân thế? Cũng không rõ nữa. Nam Cung Ngực suy nghĩ một lúc, sau đó nói ra, âm dương song ngư sao chép được thế thân, nhưng so với thực lực của người thật thì
thì chỉ có khoảng cách. Nhưng cha tôi khoảng 20 năm trước, không biết vì sao mà đột nhiên cảnh giới bị rớt xuống, tương đương với cảnh giới của người thế thân. Vì thế tôi cũng không có cách nào phân biệt được rốt cuộc đâu là thật, đâu là thế thân. Năm con người đó tiếp, cũng chính lúc đó cha tôi mang Ấu Vi về. Ấu Vi lúc đó chỉ là một đứa con nít. Cảnh giới ngang nhau sao? Tôi thân tò mò, đây chẳng phải là điều rất nguy hiểm hay sao? Thân thể thay thế đó bất kỳ lúc nào cũng có thể phản lại người thật mà. Cũng không biết nữa. Năm con người trả lời, cha tôi có được âm dương song ngư, vận dụng âm dương song ngư thì có thể áp chế được thế thân. Là thế sao? Tôi được như tỉnh ngộ, sau đó cười nói, vậy thì hiểu rồi, chắc hẳn lần mà cảnh giới của năm cung giận kia trượt xuống có liên quan đến năm cung Ấu Vi. Âm dương song ngư biến ảo thành hình người, giống như là ông ta đã mất đi âm dương song ngư. Tôi đang nhìn về phía năm cung Ấu Vi khẽ cười, cái cô năm cung Ấu Vi này chắc chắn là âm dương song ngư, linh hồn của cô ấy không phải là người mà chính là một miếng ngọc thật. Lại còn có chuyện này sao? Năm con người lần này cực kỳ chấn động, không ngờ một viên đá lại có thể biến thành hình người, còn sống ở bên cạnh mình 20 năm nay nữa chứ. Miếng ngọc thạch này rất đặc thù, là một cái lò luyện khí tuyệt vời. Một khi dung hợp lại có thể hấp thụ sức mạnh của ngọc bội, thực lực của nó sẽ được nâng lên rất nhiều. Tôn Thượng nói tiếp, Phong Khê thiếu gia sở dĩ muốn cưới Nam Cung Ấu Vi chắc là cũng phát hiện ra điểm này, định nhờ sức mạnh của ngọc thạch trong cơ thể Nam Cung Ấu Vi đề cao thực lực của mình. Thì ra là như thế. Nam Cung Ngực như hiểu ra, sau đó cung kính nói, cầu chủ, nếu ra như vậy, thay vì để tên Phong Khê thiếu gia đó, chi bằng đưa sức mạnh của ngọc thạch này cho cậu đi, xem như gia tộc Nam Cung đã lập công lớn cho cậu. Sau khi biết được tình hình của Nam Cung Ấu Vi, mặc dù Nam Cung Ngực cũng muốn mạnh lên, nhưng tất nhiên không thể. Nhưng tất nhiên ông ta không thể làm được loại chuyện đó nữa rồi. Còn nữa, Nam Cung Ngực cũng biết chuyện này làm gì tới lượt ông ta, chi bằng trực tiếp đưa cho Tô Thương, dùng chuyện này để lấy lòng Tô Thương thì tốt hơn. Không cần đâu, đối với tôi mà nói, khai thác sức mạnh ngọc thạch quả thực là có hiệu quả, nhưng tôi không cần. Tôi từng từ chối. Hơn nữa, nếu hấp thu sức mạnh của ngọc thạch thì Nam Cung Ấu Vi nhất định sẽ khôi phục bản thể, một lần nữa biến thành âm dương song ngư. Cái sức mạnh này cứ để cho cô ấy đi. Tôi nhìn thấy cô ấy chính là một người có thể thành tài, sau khi khôi phục linh khí có lẽ có thể trở thành một cao thủ chí cường đó. Tôi từng nhìn vào Nam Cung Ấu Vi nói ra. Tôi từng vừa dứt lời, Nam Cung Ngực còn chưa trả lời lại thì trong đầu anh liền vang lên một giọng nói một người con gái. Người dùng linh hồn truyền âm này chính là người đang nhắm mắt tu luyện, Nam Cung Ấu Vi. Cảm ơn anh.